Những tòa nhà cao nhất thế giới từng cao tới đâu? Tất cả sẽ tụ hội trong video này. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Cùng xem nhé. Đầu tiên là một cái nhà bình dân thôi thì cao khoảng 4,2m. Cao hơn là một thánh đường Hồi giáo hơn 30m. Lăng mộ Taj Mahal Ấn Độ, một trong 8 kỳ quan của thế giới, quá là nổi tiếng phải không mọi người, với chiều cao là 73m. Chúng ta bắt đầu với những tòa khách sạn đầu tiên với chiều cao là gần 200m. 200m thì Việt Nam và thế giới có rất nhiều tòa nhà, trên đây chỉ là một số tiêu biểu thôi. Và điều thú vị là mỗi thiết kế tòa nhà trên đây đều có ẩn một câu chuyện đằng sau đó mọi người. Turning Torso, tòa nhà cao nhất Thụy Điển. Bạn có đoán được là nó lấy cảm hứng từ đâu không? Đó là dáng một người đang vặn mình quay về phía sau. Hai tòa nhà cùng tên Turning Torso nữa à? Thì sau khi kiểm tra thông tin thì đây là một nhầm lẫn mọi người ạ. Và chúng ta đã đến với những tòa nhà cao trên 200m. Và như mình nói thì mỗi tòa nhà ở đây đều là một kiến trúc duy nhất, không có tòa nhà nào giống tòa nhà nào cả. Mỗi tòa đều có một nét đẹp rất là riêng. Và một điều đặc biệt mọi người ơi, mọi người có nhận ra là những cái tòa tầm 200 này á, nó đang thuộc về châu Âu là chủ yếu không? Và đúng như suy luận, châu Âu thì điều kiện họ không thiếu, những nhà kiến trúc tài ba nhất cũng đang ở bên họ. Thế nhưng lý do đó chính là chân trời lịch sử. Các tòa nhà ở đây thì không được cao hơn một số di tích, thế nên là những tòa nhà chọc trời nhất sẽ không có trời Âu góp mặt. Tòa Alstair Straight Tower ở Sri Lanka có thiết kế khá là lạ. Mọi người có thấy là một tòa như đang đổ sang tòa còn lại không? Và mình cũng phải nhắc lại là những tòa cao trên 250m ở đây thì cũng chỉ đang lọt trong top 10 tòa nhà cao nhất Việt Nam thôi. Và dần thì chúng ta sẽ phải tạm biệt với châu Âu để châu Á và châu Mỹ bắt đầu lên tiếng với những tòa nhà gần 300m. Và ở cái chiều cao này thì cũng chỉ đang ngang với tòa Bethesda ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tháp Aspire Qatar, thiết kế này chính là một ngọn đuốc, trông rất là mềm mại và gợi cảm. Qua đây thì ta cũng chợt nhận ra một vài cái tên quen thuộc như là Metropole hoặc là Marriott. Đây chính là những công ty kinh doanh quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Liên tiếp là các đồng hương của chúng ta ở Đông Nam Á với 3 tòa nhà tại 3 thủ đô của Indonesia, Philippines và Thailand. Ôi chết rồi, nãy giờ không để ý. Ôi chúng ta đã tiến đến gần top 10 rồi, đã được gần cuối bảng xếp hạng rồi. Đây mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Landmark ở đâu cả. Và ở vị trí thứ 9 trong danh sách này không ai khác đó chính là Vincom Landmark 81 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với chiều cao là 461m. Một điều muốn tiết lộ đó là bạn có thấy bóng dáng của tòa Burj Khalifa trong Landmark không? Đơn giản là vì cùng một đơn vị thiết kế đó mọi người. Và thiết kế này lấy cảm hứng từ một bó tre tượng trưng cho tinh thần đoàn kết trong văn hóa Việt Nam. Và mình tin chắc chắn rằng với vị trí của Landmark như thế này thì sẽ thêm phần thu hút rất nhiều đối với bạn bè quốc tế khi mà đến với Việt Nam. Cái tòa tháp Đài Bắc 101 này chính là một nhà cựu vô địch, đã để rơi danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới vào tay của Burj Khalifa vào năm 2010. Có lẽ mọi người sẽ có một cái chút gì đó ấn tượng, cảm nhận về tính văn hóa ở trong cái tòa Đài Bắc 101 này, về con số 8, cây tre hay là lục giác. Nói chung là có rất nhiều yếu tố về văn hóa và phong thủy có trong tòa Đài Bắc 101 này. Ở top 10 tòa nhà cao nhất thế giới này thì châu Á chắc chắn là vô đối, Trung Quốc là vô địch thủ, còn Mỹ thì chỉ lên nổi được một tòa tháp tự do thôi. Anh bạn đồng hương Malaysia này của chúng ta có vẻ khá là thích với việc xây những tòa nhà cao và đang sở hữu trong tay là vị trí thứ 2. Và rồi vị trí số 1 cũng đã đến, không ai khác đó chính là tòa Burj Khalifa. Landmark của chúng ta thì cần phải cắt ra một nửa, sau đó trồng lên trên thêm thì mới bằng được tòa nhà này. Rồi ok, bạn cảm thấy thế nào về những tòa nhà cao nhất thế giới trên đây? Bạn hãy để lại cảm nhận của mình nhé.